Chào các bạn, hôm nay công ty Cần Tự Việt Nhật xin giới thiệu các bạn model mới dòng nếp xanh. Model là FWD. Model này được chúng tôi nhập khẩu về Việt Nam. Hiện tại model này được sản xuất tại Trung Quốc. Model này tương tự giống như một số model khác, tuy nhiên thì led của nó có thay đổi, đó là led màu xanh, số xanh. Và ở đây chúng ta có thể phân tích như sau. Đầu cân này có thể setup toàn bộ số ký, có thể là từ 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 60kg, 100kg, 20kg tới vài tấn hoặc là vài chục tấn. Model này khác biệt ở đây chúng ta thấy có cái đèn led xanh, đây là đèn thể hiện pin, lượng pin cả thấp. Ở bên tay phải chúng ta thấy biểu tượng 2 go low, thì tức là đây là 2 ok và low. Model này có một số cái phím nhấn sau: phím B dùng để xác nhận hoặc là in, Zero T dùng để trừ bì, U dùng để chuyển đổi đơn vị cân, rồi M cộng dùng để cộng dồn, Total để kiểm tra kết quả cộng dồn, và biểu tượng tam giác là đếm, hai lô dùng để cài đặt. Biểu tượng lên xuống dùng để chúng ta tăng thay đổi cái khối lượng khi cài đặt hoặc khi cài đặt hai lô. Model này thì các bạn có thể thấy là nó được một cái vòm. Ở đây là một cái tấm tre. Cái tấm tre này là một cái tấm để che nước để nó khỏi vào cái mặt banner này. Các bạn có thể thấy model này, cái tấm banner này, nhựa này rất là quan trọng. Nó có thể sáng, có thể chúng ta giờ có thể thấy được về bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái đầu cân này. Model này có thể kết nối với một cái cân bàn ở phía sau các bạn. Đây là một cái bàn cân. Đây, một cái bàn cân. Bàn cân này có thể tùy theo cái mức ký, có thể kích thước 300x300. Đây là bàn cân kích thước 300x300. Chúng ta có thể thấy một cái trụ đứng ở phía sau. Đây. Chúng kết nối với nhau bằng một cái cọng dây. Cọng dây này. Đây. Về hình dung thì các bạn có thể tháo cái màn hình này để rời hoặc là gắn trên cái trụ này đều được. Về mức ký thì tùy theo khách hàng mua là bao nhiêu ký. Hiện tại tôi đang set một cái mức mẫu về cái cân. Bây giờ ta sẽ sử dụng một số cái tính năng của cái cân này. Đây. Mình sẽ đặt demo lên trên như thế này. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ cài đặt cái kiểm tra cái chức năng của cái cân này. Trước tiên thì khi chúng ta đặt một cái món hàng lên trên cân này, khi nào rơi vào ở đây chúng ta thấy đơn vị là gram. Nếu ta muốn chuyển đổi một đơn vị kg thì ở đây, đây là 2 kg 0,20 g. Nếu ta chuyển qua đơn vị là gram thì ta sẽ thấy là 2020. Rồi, nó chỉ thay đổi từ đơn vị gram sang kg mà sẽ có thay đổi bằng dấu chấm. Rồi, bây giờ ta để đang này là kg mà gram. Đây các bạn có thể thấy. Cái bên là nút cộng dồn, giả sử ta sẽ cộng dồn một lần S1. Chúng ta có thể lấy vật mẫu lên, vật mẫu xuống. Ở đây. Cộng dồn S2 là lần 2. Chúng ta phải lấy xuống cho thoát về không. Đây sẽ lần S3. Rồi. Chúng ta có thể cộng bao nhiêu lần tùy. Sau đó chúng ta kiểm tra kết quả cộng dồn một cách nhấn total 3 lần. Là tổng cộng là 12 kg, 120 g. Rồi. Đây là cách sử dụng phím cộng dồn và kiểm tra kết quả cộng dồn, chuyển đổi đơn vị. Phím T0 nó sẽ bôi hai cái màu. Đây là hai cái màu cam hồng. Cái màu này chúng ta có thể kiểm tra, chúng ta có thể sử dụng bằng cách như sau. Ở đây T dùng để trừ bì, giả sử tôi bỏ một cái khay lên, cái này là một cái khay. Chúng ta có thể nhấn T trừ bì về không. Sau đó tôi sẽ cân hai vật mẫu này. Rồi, hai vật mẫu đang tính cho khối lượng của này. Đây, chúng ta có thể lấy xuống. Vật mẫu này vẫn đang được trừ bì. Rồi, đó là cách chúng ta tê. Tê ví dụ giống như các bạn bỏ một cái thau, một cái khay, một cái bao lên, thì các bạn không muốn tính khối lượng của cái vật này, các bạn cái việc nhấn tê. Sau khi các bạn nhấn tê xong,
các bạn có thể lấy ra. Thì khi lấy ra trên màn hình sẽ hiển thị âm là âm của giá trị của vật mẫu chúng ta đã vừa rồi te, thì bây giờ chúng ta có thể nhấn te lại và không. Zero là khi chúng ta thấy còn có dấu hiệu dương hoặc âm giống như thế này, chúng ta có thể nhấn zero. Đúng rồi. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra hello ok. Chúng ta nhấn vào hello ok thì đèn low sẽ xuất hiện đầu tiên. Khái niệm của nó là chúng ta phải cài đặt. Đây chúng ta sẽ cài đặt. Các bạn di chuyển mũi tên. Đây các bạn sẽ thấy mũi tên sẽ nháy qua bên này. Tôi nhấn mũi tên qua. Đây. Đây, lúc này các bạn muốn tăng cái khối lượng lên chúng ta có thể. Bây giờ tôi cài đặt là lô là 2 kg. Sau đó các bạn xác nhận lại. Đây là 2. Bây giờ tôi sẽ cài là 4 kg. Sau đó các bạn xác nhận. Bây giờ ta sẽ bỏ vật mẫu lên để kiểm tra. Đây, tầm điểm ok. Chúng ta vừa cài lô 2kg và 2 là 4kg. Bây giờ ta sẽ bỏ dưới lô. Đây các bạn vừa nghe tiếng tít 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 tít. Mà cái đèn cảnh báo đó là đèn lô. Đây. Khi chúng ta vượt trên điểm lô là tức là điểm ok thì cân sẽ không báo. Chỉ nhá đèn thôi. Đây các bạn không nghe tiếng bíp nữa. Bây giờ chúng ta bỏ vượt trên cái ngưỡng 2 là 4kg lúc nãy chúng ta cài đặt. Tôi sẽ kiểm tra mức 2. À 40kg. Bây giờ tôi sẽ chỉnh lại thành 4kg. Đây. Các bạn thấy trên 4kg cần sẽ báo nha các bạn. Đây là điểm 2. Thì thông thường thì chúng ta có thể cài đặt một điểm hoặc cài đặt hai điểm để lấy một điểm giữa. Hoặc là chúng ta có thể cài điểm 2 dưới điểm 2. Bây giờ tôi sẽ cài dưới điểm 2. Chúng ta nhấn vào để cho nó thành 0. Sau đó 2 là cho nó thành 4kg. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần cân dưới cái điểm này. Đây. Cân sẽ không báo. Mà trên điểm này cân sẽ báo. Vừa rồi chúng ta cài điểm 2, không cài điểm lô. Thì dưới điểm 2 thì cân sẽ không báo. Nhưng mà vượt trên điểm 2 là cân sẽ báo. Đây gọi là báo điểm ngoài. Rồi. Cài dưới không báo. Bây giờ ta sẽ cài điểm lô. Ví dụ giống như bây giờ tôi cài lô. Lô tôi cài dưới 3kg. 2 tôi không cài. Rồi. Bây giờ ta chỉ cần bỏ. Vượt trên điểm. Như vậy thì đối với căn này chúng ta chỉ cài điểm 2 là điểm xuất bên ngoài, còn điểm lô thì không thể lấy tín hiệu được. Như vậy căn này ta sẽ có được 2 điểm. Đó là cài lô và cài 2 hoặc là cài 2 thì chúng ta lấy được cái điểm tín hiệu xuất ra bên ngoài. Rồi. Đây là cái model sử dụng cái tính năng Hello. Và tính năng thường chúng ta thấy là một số khách hàng ta cần ta đóng gói hàng thì vượt trên cái điểm hàng đó nó sẽ báo, thì cái model này có thể đáp ứng được. Rồi. Sau khi chúng ta cài xong chúng ta nên xóa đi. Bây giờ tính năng là đếm. Khi các bạn nhấn vào biểu tượng tam giác này thì đây là một hình thức đếm quy đổi từ khối lượng sang cái. Giả sử tôi quy ước hai cái cục này đang là 20 cái hoặc là 100 cái đi. Hai cục này là 100 cái thì sẽ đợi tới 100 tôi sẽ nhấn vào cái biểu tượng tam giác. Rồi. Thì tôi bỏ thêm một cục tương tự này chắc chắn sẽ là 50. Bỏ một cục nhỏ hơn cục 50 này là cục 25.
đây là chức năng đếm của cái biểu tượng tam giác này. Sau khi đếm xong thì chúng ta có thể chuyển đổi đơn vị sang kilogram để sử dụng lại. Đây là cách thoát của cái này. Còn phím B là phím để chúng ta khi kết nối hoặc là xác nhận trong cài đặt thì chúng ta sử dụng phím B này. Model này được thiết kế vỏ bằng nhựa. Ở đây chúng ta có thể thấy vỏ bằng nhựa rất cứng, kết nối với bàn cân bằng sắt cắm ở phía sau. Đây là công tắc on off và đây là công tắc sạc pin. Đây ở mặt sau sẽ có cái này, sẽ gắn một cái pad để kết nối vào thân trụ của đầu cân. Pin cân sẽ được giấu ở bên trong của cái hộp này. Đây, mặt trước và mặt phải của cái cân này. Đây là model số xanh, có thể dòm được ở các môi trường phức tạp hoặc là môi trường sáng hoặc là tối đều được. Model này có thể sử dụng phổ biến. Rồi, công ty Cân Tử Vi Nhật xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.